Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Chúng tôi đang gửi đến tin liên quan đến việc mà bên phía cộng đồng người Pháp, đặc biệt là ở thủ đô cũng như ở ngoài thủ đô đó, họ lên án đây là cái vụ kỳ thị Do Thái. Đây là một hình ảnh của người phụ nữ tầm tấm bảng để cho biết là chúng tôi đồng lòng với người Do Thái và chống lại những cái hành động mà kỳ thị Do Thái. Ở tại Paris nó cũng xảy ra rất nhiều các cuộc biểu tình của những người Hồi giáo ủng hộ Palestine và đã sau đó là các cuộc biểu tình của những người Pháp ủng hộ người Do Thái và chống lại cái hành động mà kỳ thị người Do Thái. Thì cái vấn đề này nó lại một lần nữa dấy lên những cái vấn đề của phía Do Thái, quân đội Do Thái tấn công vào người Palestine, vân vân, và cái xung đột vùng Trung Đông. Cái hậu quả ở đây đó là có sự liên can của mấy đứa nhỏ 12 tới 14 tuổi, trong đó có bé gái 12 tuổi bị tấn công hãm hiếp. Thì giờ đây cả ba đứa bé đang chuẩn bị phải ra hầu tòa về cái tội đó. Họ xem đó một cái hành động đáng tiếc, bởi vì mấy đứa nhỏ có biết cái gì đâu. Nhưng mà mấy đứa nhỏ này đó lại có những cái gia đình Hồi giáo, nhiều khi chúng cũng đã từng tham gia vào các cuộc biểu tình chống Do Thái. Trong đó người bạn trai 14 tuổi nói rằng là bé gái đã giấu nhẹm cái chuyện gốc Do Thái mà vẫn tiếp tục làm quen, và đó là lý do dẫn đến cái chuyện mà tấn công tình dục. Và vẫn tin liên quan đến Do Thái ngày hôm nay, lần đầu tiên phía Hoa Kỳ đã tuyên bố hủy bỏ cuộc họp với các viên chức của Do Thái, và máy bay của phía Do Thái đang trên đường để tới thủ đô Washington gặp gỡ với các giới chức của Tổng thống Joe Biden, nhằm mục tiêu là hôm nay có cuộc họp giữa Do Thái và Hoa Kỳ, không phải là bàn về cuộc chiến ở tại giải Gaza, mà bàn về cái chiến lược làm thế nào để ngăn chặn thêm các sự can dự của Iran, Lebanon, Houthi ở Yemen. Đó là các quốc gia mà hiện nay có cái nguy cơ là châm ngòi cho cuộc chiến ở vùng Trung Đông, khi Hezbollah ở Lebanon, phía bắc của Do Thái, tiếp tục pháo kích tấn công vào phía bắc của Do Thái trong thời gian qua. Thế thì vào thời điểm này, ông Thủ tướng Netanyahu ngày hôm qua lại đăng một cái video lên trên mạng xã hội, trong đó tố cáo Hoa Kỳ và chính phủ Joe Biden là tìm cách ngăn cản không cung cấp vũ khí cho Do Thái. Và ông trong cái video này có một phần đúng, bởi vì chúng ta cũng nhớ đó, cách đây vài tuần lễ chính áp lực quá lớn từ những cái cuộc biểu tình ở tại Hoa Kỳ này, và họ đã liên tục liên lạc gọi vào Tòa Bạch Ốc để lên án, nói rằng tại sao Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Do Thái trong khi Do Thái thực hiện những cái hành động diệt chủng người Palestine. Thì ngay lập tức chúng ta nhớ là tin tức ông phía Tổng thống Biden tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí nếu như Do Thái tiếp tục cái hành động này, quân sự này nhắm vào và gây ảnh hưởng đến trẻ em phụ nữ. Thì ngày hôm nay đó, có thể là trong số, mặc dù Quốc hội đã thông qua 21 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Do Thái, trong đó kể cả vấn đề vũ khí quân sự, nhưng mà có thể là Do Thái không nhận trong thời gian qua. Và vì thế, trước khi trong cái video này, chính ông cũng nói là chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy cung cấp thêm vũ khí cho Do Thái, và thậm chí tố cáo chỉ trích chính quyền Biden là tìm cách không gửi thêm vũ khí. Thì ngay lập tức bên phía Tòa Bạch Ốc giận dữ, thưa quý vị, Tổng thống Biden cũng như là các giới chức, trong đó có ông Jack Sullivan là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Biden, tuyên bố họ nói đây là hành vi vô ơn. Họ dùng chữ rất là nặng, họ rất là phẫn nộ. Một giới chức tuyên bố với điều kiện ẩn danh nói với CNN và các hãng thông tấn, họ nói xem đây là một hành động rất là vô ơn của Do Thái. Hoa Kỳ vẫn nỗ lực tìm kiếm con đường hòa bình.
rồi Do Thái thì ngăn trở không cho viện trợ vào giải Gaza. Giờ đây lại công bố video lên tố cáo Hoa Kỳ là không cung cấp viện trợ. Thì họ ngừng không hủy bỏ cái cuộc họp này để mục tiêu lên án những cái đoạn video hoặc là những cái tuyên bố. Và vì thế chúng ta thấy cái áp lực đối với phía Do Thái cũng càng ngày càng gia tăng. Mà nếu không có quân sự hoặc là cái quân sự mà đổ vào Do Thái nhỏ giọt cũng sẽ gây khó khăn. Trong khi đó thì Do Thái vẫn tiếp tục lì lợm tuyên bố họ sẽ vẫn tiếp tục các chiến lược quân sự trong giải Gaza. Và vì từ đó có thể sẽ gây thêm thiệt hại nhân mạng, trong đó trẻ em và phụ nữ Palestine. Và bước sang một bản tin khác thì thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa mới hoàn tất hồ sơ truy tố 24 người liên quan đến một cái đường dây rửa tiền cho bọn băng đảng buôn ma túy ở tại Mexico, mà 24 người này đó là mang quốc tịch của Trung Quốc. Thì bây giờ đó, hồ sơ nộp lên cho tòa án cho thấy là cơ quan DEA giống như là truy tìm bắt buôn bán ma túy đó, họ đã mở một cái chiến dịch này suốt nhiều năm trời rồi, và cách đây 2 tháng thì họ đã chính thức bắt được cái đường dây này. Đó là họ phát hiện được những cái tay băng đảng buôn bán ma túy Sinaloa thôi quý vị, sau khi mà chúng bán được ma túy cần sa, ecstasy, cocaine rồi đó, thì cái chúng giữ một cái khối tiền mặt quá nhiều, nhưng mà chúng muốn rửa tiền đó thì chúng không làm được ở Mexico, và chúng đã tìm được những cái đường dây do người Trung Quốc làm chủ thôi quý vị. 24 người này đó là mang quốc tịch Trung Quốc. Thế nhưng ở Trung Quốc đó thì cái luật mà giống như là chuyển tiền ra nước ngoài nó rất là nghiêm ngặt. Một công dân Trung Quốc trong một năm không được chuyển quá 50.000 Mỹ Kim ra khỏi Trung Quốc, cho nên là chúng không làm được ở đó, mà chúng lợi dụng cái luật thương mại giống như là tự do hơn ở Hoa Kỳ. Đó là chúng mở những cái cơ sở thương mại, một người có thể mở rất nhiều thôi quý vị, để chúng làm bình phong. Và khi mà bọn buôn bán ma túy đó đưa tiền mặt cho những cái người Trung Quốc này, thì thế là họ mới chuyển tiền từ bank account của họ, từ đây họ chuyển qua nhiều chỗ khác, toàn là những cái cơ sở làm ăn. Đương nhiên là họ trừ ra cái giống như là gọi là cái commission mà họ đã thỏa thuận với bọn buôn bán ma túy 10-20%, không biết thôi quý vị. Và cứ chuyển như vậy đến nhiều lần đó thì cái số tiền này nó trở nên là tiền sạch, và bọn buôn bán ma túy lấy từ đó. Thì đây là hình ảnh mà phía cơ quan DEA họ nói là trong cái ngày họ bố ráp được những cái cơ sở thương mại của 24 người Trung Quốc này, họ đều đặt cơ sở thương mại ở tại Los Angeles, thì họ bắt được trong bank account của 24 người này đó có một số tiền tổng cộng lên đến 50 triệu, rồi chưa kể 5 triệu tiền mặt ở trong những cái cơ sở thương mại này, rồi hơn 300 pounds cocaine, hơn 3.000 viên thuốc lắc nữa thôi quý vị. Và những cái tay mà băng đảng ma túy ở tại Mexico thì cũng được phía DEA của Hoa Kỳ phối hợp để bắt. Tuy nhiên 24 công dân Trung Quốc này đó thì cơ quan DEA cho biết là đã có 4 tay chúng đã đào tẩu kịp trước khi mà DEA ập vào, cho nên hồ sơ truy tố là 24 người nhưng mà chính thức bắt được chỉ có 20 người thôi. 4 người đã kịp chạy thoát về Trung Quốc. Trong đó có tên Edgar Joey Martinez Reyes, 45 tuổi, cư dân ở phía East Los Angeles. Rồi tên tuổi của những tên Trung Quốc có tên gọi là Dr. Tống. Trong này nó là Tống. Tommy Zhang, Cheng Wu Ocean, Batman, Edward. Và cái phương thức chuyển tiền này làm chúng tôi nhớ lại cái phim bộ của Netflix mới đây đưa ra về cái số người di dân Trung Quốc khi mà họ tới San Francisco đầu tiên đó. Bởi vì thời gian đó người Trung Hoa bị kỳ thị dữ lắm, cho nên họ phải có những cái hoạt động mờ ám, cũng hình thức rửa tiền bất hợp pháp, bởi vì không làm ăn được với chính quyền của California vào thời điểm đó. Thì bây giờ cái hình ảnh này nó lặp lại, và điều này để cho thấy rằng từ nhiều năm qua ở Mỹ, những cái chuyện mà rửa tiền
nó diễn ra hầu như hàng ngày. Bây giờ bắt được đó, thu về đâu có mấy triệu thôi phải không? À, 50 triệu Mỹ Kim là rửa tiền. Cả nhiều năm qua đó, rửa biết bao nhiêu tiền. Phương pháp rửa này nó ghê gớm lắm thưa quý vị. Bọn buôn lậu ma túy Sinaloa, cartel nói chung, chuyển ma túy, methamphetamine, các loại ma túy đá, nhiều thứ lắm. Bởi vì trong cái số mà họ bắt giữ được đó, đủ thứ loại ma túy hết. Thì bán được ở Los Angeles, bán được ở Mỹ, thì tiền đó ở đâu ra? Làm thế nào mà chuyển về lại cho Mexico? Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Bạn đang lựa chọn không biết phải dùng xà bông gội nhuộm tóc bạc nào cho tóc của bạn. Dầu gội phủ bạc tốt là dầu gội phải làm đen tóc sau 10 phút khi sử dụng. Nó sẽ làm mát lạnh da đầu, không gây ngứa sót, không gây kích ứng cho những da đầu nhạy cảm. Những da đầu vừa mỏng, vừa yếu, vừa nhạy cảm là yên tâm, em này sẽ hoàn toàn thuyết phục các bạn. Một dòng là dòng dưỡng, một dòng là dòng phủ bạc. Trước khi bôi lên đầu thì nhớ xoa đều cho nó trộn lẫn hai hỗn hợp này vào nha. Đang có bán tại Bảo Thi Shop 800 899 5565 hay 714 230 5591.